trên đường, nhưng mà người ta cắt nhà sàn cao lắm nha. Đó. Đây nhà sàn nữa nè. Đó. Hết trơn rồi. Đây đúng. Chị nhưng mà dốc giờ là đây nè. Giờ đây chả mới hết rồi. Dạ. Giờ lâu chưa chị? Giờ đây chị cũng dẹt à, hàng khô à. Chị hàng khô à, ai đụng tới là chửi thôi à. Hàng con dẹm nè. Lâu lắm luôn rồi mới gặp được con dẹm này á. Ung nu à. Giúp con dẹm. Đã luôn ha. Ừ, ngày là 400. 400. Ừ, bán dạ. Thêm chồng nữa luôn. Bán thêm chồng có đủ 400 hả? À? Dạ. Ủa bữa giờ cũ em mới gặp chị không ta? Mấy chị biết nói tiếng Việt không ta? Biết nói tiếng Việt không chị? Không biết Việt Nam hả? Dạ. Không biết Việt Nam. Dạ. Bên thương xa đó. Học quân. Anh dễ thương lắm, đẹp cho ông ba ông ăn. Đó. Còn đây là cá kết nè. Còn đây nhỏ hơn bên đây xíu. Bên đây nó bự nè. Dạ. Dạ, căng em nửa ký đi chị. Chị để sọt trước đi. Đây, chỗ này là chỗ lên gạo này cô chú. Qua đây là qua bên cửa khẩu bên Campuchia đó. Vô qua. Ở đây mấy chị bán trái cây nói tiếng Campuchia hay quá. Cái tài tiếp xúc nhiều hay sao mà nói tiếng Campuchia hay quá. Dạ, xin chào tất cả các chú anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại các chú anh chị và các bạn trong video theo của em ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin được chúc cho tất cả các bà, các cô, các chị, các bạn, các em ngày 8 tháng 3 thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Ngày nào cũng là như ngày 8 tháng 3 hết nghe cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang đi còn cách hơn một cây số là tới chợ biên giới cửa khẩu Thường Phước. Qua bên đó là mình sẽ đi qua bên Campuchia nha cô chú. Chắc còn khoảng hơn một cây số nữa là em sẽ tới chợ Thường Phước á. Chợ này thì cách nhà em cũng không có xa. Qua đò Thường Phước là sẽ tới chợ. Qua cái sông Tiền thì nó hơi rộng xíu thôi chứ chạy từ nhà em tới chợ này thì rất là gần luôn. Nếu mà không qua đò thì chắc khoảng là 15 phút là tới. Hôm nay đi chợ gần nhà nữa nha cô chú. Ở đây là khu vực biên giới nên em không có telegram được. Là mong cô chú và chị bạn thông cảm nha. Có nhiều đường đi qua đây lắm. Mình đi từ Hồng Ngự qua cũng được nữa. Mình đi từ chợ Cái Sách qua cô chú thì cũng đi tới chợ này. Đây là gần tới chợ cửa khẩu rồi đó. Ở đây nhà xung quanh của bà con ở đây thì thường người ta cắt nhà sàn không mà cô chú. Đa số nhà sàn là chủ yếu. Thấy người Campuchia chạy xe qua đây dễ lắm, chạy màu luôn. Còn em đi xin qua cửa khẩu thì người ta kêu bỏ xe lại, không có được mang xe theo. Ở đây cô chú thấy nè, nhà ta cắt nhà sàn không à. Nhà sàn rất là cao luôn. Mặc dù là nhà ở trên đường, cặp mấy đường, nhưng mà ta vẫn cắt nhà sàn nha. Hôm qua thì quay chợ Vĩnh Sương rồi, hôm nay thì về cửa khẩu Thường Phước. Ở đây có cái móc nè. Đây là cửa khẩu Thường Phước là 3 cây số cô chú. Đây. Đi lại cửa khẩu Thường Phước là 3 cây số. Gần cửa khẩu Thường Phước thì có nhiều chợ lắm. Chợ cửa khẩu Thường Phước nè, chợ Kinh Tế Thường, chợ Cá Sách. Ở đây người ta cắt nhà sàn cao cao không à. Ở đây cũng giống như là một ở quê đó cô chú, xung quanh toàn là đồng ruộng không à. Chứ có một cái đường là đường đi
là cái lỗ lớn vậy thôi, còn xung quanh là ruộng không anh. Trồng ruộng hai bên thì cũng đã được thu hoạch hết rồi. Ở gần nhà em thì đang mùa lúa vàng khè đẹp lắm, chắc một hai ngày nữa là người ta sẽ thu hoạch rồi. Ở đây có nhà nghỉ nè cô chú, ở đây ít nhà nghỉ lắm nha, nhưng mà nhà nghỉ thì rất là rẻ, khoảng 150 à. Thường thì mấy cái tiệm để hai chữ luôn, chữ Việt với lại chữ Campuchia luôn cho người ta biết. Em cũng định đi qua Campuchia để quay bên đó cho chú xem, nhưng mà xe Việt Nam mình chạy bển là bị bắt đó cô chú, bị phạt á, nên em chưa có đi được nữa. Sắp tới thì có mượn xe được thì em sẽ đi một vòng ở bên Campuchia cho chú xem. Trước dịch thì đi qua Campuchia dễ lắm, đi bằng xe Việt Nam mình cũng không ai bắt nữa, nhưng mà bây giờ thì khó lắm, bị công an Campuchia bắt á, là phạt 100 đô lận á, tính ra là 2 triệu mấy. Ở đây có trồng sen nè, đây có rất nhiều nhà sàn nữa chút, mặc dù nhà ở trên đường nhưng mà người ta cắt nhà sàn cao lắm nha. Đó, đây nhà sàn nữa nè. Đó, chắc là người ta để tránh bụi quá, nhà sàn cao lắm. Ở đây thì đâu có ngập tới đâu. Chứ nó tới bến đò Thường Phước á, mình qua đò Thường Phước là mình về Vĩnh Sương đó, Vĩnh Sương về An Phú, còn địa bàn này là của Đồng Tháp nha cô chú, bên kia là thuộc của Tân Châu. Ở đây có biên phòng nè, đồn biên phòng cửa khẩu Thường Phước, ở gần cửa khẩu nên biên phòng nhiều lắm. Chỗ này thì cách cửa khẩu Đông Phước 2 cây nè. Tới chỗ này thì đường rộng lắm, như là tới một bên là 4 lane, là hai bên là 8 lane lận. Chỗ này đậu xe thoải mái luôn, chạy xe cũng đã luôn. Trên Phước này em quay cũng mấy lần rồi đó. Đây là xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự. Ở đây là Thường Phước 1 của chú, còn Thường Phước 2 thì đi ngược lại chỗ em á, mấy cây số là tới chợ Thường Phước 2. Chợ Thường Phước 2 thì không có lớn bằng chợ Thường Phước 1 nha. Ở đây có cái bảng chỉ dẫn bến đò Vĩnh Sương 300m, còn đi tìm một cây số nữa là tới cửa khẩu Thường Phước, còn quẹo vô đây là khu dân cư, có chợ này kia đó. Không biết là chợ cũ mọi người còn bán không nữa, để quẹo vô chợ cũ trước rồi sau đó em sẽ quẹo qua chợ mới nha. Khu chợ Thường Phước 1 mới á, thì mới vừa được khai trương hồi trước Tết, không biết bà con có bán đông đúc không nữa. Bên đây có nhà nghỉ Kim Cương nè cô chú, đến cửa khẩu này thì chỗ này cũng có nhiều nhà nghỉ lắm, nhưng mà nhà nghỉ ở đây thì rất là rẻ. Đây đa số bán hiệu toàn là làm hai tiếng, tiếng Việt với lại tiếng Campuchia nữa. Quay biên giới như thế này rất là khó nha cô chú, mấy anh biên phòng gặp là anh sẽ hỏi, rồi có khi người ta không cho quay nữa. Ở đây có quán cơm Tấm Long Xuyên nè, muốn thịt nướng. Chạy lai gai để quay cho chú xem.
bên biên giới Thường Phước. Người dân địa phương ở đây thì người ta đi chợ sớm lắm, còn người Campuchia là người ta sẽ đi chợ rất là trễ. Chữ Campuchia không à, cái khô cá sặc bỏi, khô cá lóc. Tới vùng bên này là gần tới chợ đó cô chú. Chú thấy chữ cam nhóc chân luôn nè. Ủa, khu chợ cũ đâu ta? Đây đường này là vô trong khu chợ mới nè. Chị khu chợ cũ còn bán không chị? Khu chợ cũ còn bán không á? À, nó vào đây hết trơn hả chị? Dạ dạ. Vậy là chạy đường này vô là khu chợ mới này cô chú. Như đường này chạy xe được không sao á. Đây có cái thằng binh cũng bự lắm. Ban đêm ở đây thì có hội chợ nè, có xe ngựa nữa nè. Để xíu em quay chợ này xong thì em sẽ đi qua khu chợ cũ nha. Nhìn khu chợ cũ người ta dẹp hết trơn rồi. Chợ này thì mới khai trương thôi, mà không biết khai trương khi nào. Chú, chợ này khai trương khi nào chú? Chợ này khai trương khi nào vậy? Dạ. Hồi trước Tết phải không chú? À, dạ. Em cảm ơn chú. Vậy là khai trương ngày 17 tây. Đây, có mấy bạn Campuchia qua mua nè. Đó, xe đó là xe Campuchia đó cô chú. Còn đây là cầu Thường Mốt nè, Thường Phước nè. Đi quẹo tay tay phải bên đây á là mình sẽ đi qua bên chợ cá sách đó cô chú. Đó, đây là chợ Thường Phước nha. Để đi kiếm chỗ gửi xe mới đã. Chợ này sửa lại rất là đẹp luôn. Trước đây thì chợ này cũng đã có rồi. Nhưng mà tự nhiên không ai bán nữa. Giờ về chợ bên kia. Bây giờ thì bắt đầu bán lại rồi đó. Đó. Đây chỗ này là chỗ lên gạo này cô chú. Qua đây là qua bên cửa khẩu bên Campuchia đó. Vừa qua cầu này luôn tới cửa khẩu. Chỗ này hay thấy người ta lên gạo lắm. Rất nhiều băng tải luôn nè. Đậu xe ở đây luôn cô chú ơi, tại vì chợ này chưa có chỗ gửi xe. Đầu chợ có gì bóng bún nè, mua tô bún lát ra đây ăn sau. Đây tô bún ninh bò chóc hay gì? Cua. Dạ. Vậy là ở chợ Đồng Phước kia có chị bán bún ninh bò chóc gì đó, không biết có đây bán không nữa. Cua với lại bún cá cô chú. Tô 20.000. Ăn ở đây thì rất là mát luôn nha. Chị người Campuchia thường ở đây ăn bún không chị? Lấy gai ha, kèm tay qua nữa kìa. Đó. Rồi, cùng em đi vô trong chợ. Một vòng chợ ở đây coi bán đông đúc không nha. Như là chợ cũ không? Tại vì qua bên cái khẩu bên đây á, là bên Campuchia nó không có chợ. Nên mọi người thường hay đi qua đây mua đồ lắm, người Campuchia á. Chợ này nhìn thì cũng giống giống như là chợ gì ở bến phà Tân Châu mà ta. Tự nhiên quên mất tiêu rồi. Đây nón 25.000 một cái. Đó. 25.000 một cái luôn. Kia chợ cũ đang đấu bán nữa hả chị? À.
là mọi người toàn đi chợ này thôi cô chú. Chợ cũ bên kia là không có bán nữa. Rồi từ từ lựa mấy chị, từ lựa mấy cô đừng chiên lắm nha mấy chị, từ lựa, từ lựa. Đây mấy chị Campuchia qua nè. Mua đồ quá trời nhiều luôn nè. Đây là phía trong nhà lồng chợ. Nhà lồng chợ màu xanh. Hiện tại thì cũng chưa có nhiều người bán nha cô chú. Giờ này là 8 giờ rồi đó. Còn 4 phút nữa là 8 giờ. Đó. Sau đây là mấy cô bán cá nè, bán bông nữa. Cô ơi, chợ này là tới đi đông chưa cô? Giờ này đông hả? Bánh này là bánh gì cô? Bánh chưa hấp. Bánh chưa hấp à? Chị cho con gói xôi đi. Dạ. Một gói xôi với một cái bánh chưa hấp luôn. Dạ, con đi quay chợ này chợ kia đó. Xôi nha cô chú. Cái này người bên Campuchia qua người ta đi chợ đông không cô? Đi cũng ít lắm, con là vì nó đi cá đi dạ. Dạ, cái nữa. Dạ, một cái một dạ, cái nữa đi cô. Còn khoai bánh lắm. Cái này bánh chưa hấp hả ta? Dạ. Còn đây là xôi, nhiêu cô? Tổng cộng nhiêu tiền? 15.000. Dạ. Bánh nó quê thì rẻ lắm một chút. Đó. Cái này có 5.000 thôi nè. Con xoài cũng 5.000 luôn. Con đi tiếp con là dạ, đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Ờ, cũng là nghe coi cái này. Cô có bán chợ cũ không? Không. Dạ, chợ mới này không hả? Đây, bạn mà dạ. Chiều ai cô lên coi ủng hộ con với nha. À. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô nha. Dạ. Chợ này đi cũng lai gai lai gai. Bên đây là chè nè, hương gió, bánh chè, bánh bông nữa. Bên đây có gì bán bánh chuối, bánh cơm nữa kìa. Bịch 10.000 thứ 6. Xương sáo là trồng từ cây xương sáo hả chị? Dạ. Là trồng từ cây xương sáo phải không? Dạ. Cây xương sáo nó ra sao em cũng chưa biết nữa. Bọc gì là 10.000 nè. Bọc 10.000. Dạ. Giờ ăn nước đá hả chị? Hay là ăn không? Nước đá. Không được nước đá. Dạ. Cho em bịch luôn nha chị. Ăn không cũng được mà ăn nước đá cũng được. Vậy xương sáo mình làm sao được gì chị? Nấu à? Dạ. Lâu không? Cũng mau chứ không. Giống như nấu thuốc nam không? Giống. Giống như nấu thuốc nam. Dạ. Dạ. Ủa cái này là gì chị? Trắng trắng là gì ạ? Đường với dừa hả? Dạ. Dạ dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Chị bên khu bên kia có bán gì hay là dòng đường này thôi ạ? Đây ở bên kia cũng bán. À, dạ, bên đây không bán nữa hả? Bên đây cũng có bán nè. Nho kia hả? Dạ. Ở đâu chị? Bên đây hả? Nhớ hai bên chợ lắm. Để đi vô đường này trước luôn. Đây chị bán dép ngồi cười hoài luôn nè. Bán sáng giờ đường cười hoài chị. Sao bán gì được không? Không hả? Trời xíu bán hết luôn nha. Đây có như có chỗ để xe vậy nè. Chỗ này chắc khu ăn sáng nên bò chóc nè cô chú. Chắc chị ở đằng chị đang chơi cũ lại quá. Chị giờ đây bán hả chị? Ờ, nó xin lâu dạ. Nữa hay không? Dạ. Ủa ở đằng nghỉ bán giờ nghỉ bán luôn hả? Giờ ra đây hết trơn rồi. Đây cô chú. Chị nên bò chóc giờ là đây nè. Giờ đây chợ mới hết rồi. Dạ.
Giờ lâu chưa chị? Giờ đây tháng mấy nay rồi. Đây, cái nồi nước lèo rất hấp dẫn luôn nè. Đó. Đi tìm cũng hay quá không? Dạ. Dắt chồng chưa? Chưa, mới đi vẹo vô à. Đây cô chú, rất là nhiều gỏi nhìn hấp dẫn lắm nha. Đây cái thùng tủ gỏi kìa. Dạ. Cô chú có đi chợ Tân Phước thì ghé đây ăn bún nem bò chóc. Dạ. Cho chị xem đảo lại. Dạ. Ở đây bán được đẳng không chị? Đây cũng được, rộng rãi hơn đẳng. Dạ, bún cá hả? Cái này bún cá. Dạ. Rồi, gì xem đâu lại. À. Đây bán bánh hỏi. Đây toàn là mấy cô đằng chợ cũ có giờ lại không có gì à? Tăng về luôn. Lại chim. Mấy người đẹp rồi coi. Chạy nhanh quá quay không kịp. Dạ. Người đẹp đây. Dạ, thấy ai cũng đẹp. Người đẹp đây rồi còn người xấu ở lại. Thường gì ăn sáng ở chợ cũ hay chợ mới chị? Chợ này không ạ. Chợ này không ạ? Dạ, bữa hôm em đi ngang đây không thấy ai chưa? Chưa. Rồi. Bữa đó ta đang sửa vậy. Dạ. Bữa em quay chợ cũ đi cái đi ngang đây không gặp ai chứ. Dạ. Em ở bên xóm chùa Phú Hữu, Phú Lợi. Nghe chăng cái cầu có lao á chị. Dạ dạ, cảm ơn quý chị nhiều nha. Bên đây trái cây nè. Trời này thì hai bên của chú. Bán nhóm hai bên. Trái cây như là chị này bán đầu đường ở chợ cũ vậy nè. Dạ. Cái này có dâu hả? Có dâu hả vậy chị? Dâu này nè. Ý là nhãn cho mấy dâu hả? Nhãn long hả? Nhãn này bán sao chị? Dạ. Cho em nửa ký đi. Ký 45 ngàn à? Cái gì ký 50 ngàn giảm 5 ngàn luôn hả? Giảm đi mau hả? Rồi. Một ký luôn. Nhãn long của chú. Nhãn rồng à. Khủng luôn hả chị? Bán đầu đường phải không? Ừ. Nhớ rồi. Đây mắng cầu này của chú, mắng cầu gai. Bây giờ quẹo vô chợ cũ chắc không còn ai hả chị? Chợ cũ vẫn còn hả? Cũ mới ở nhà người cũ, người cũ ở. À. Bán tại chỗ phải không? Cho em gửi đây xíu em lấy. Đây bán chuối nè, bông nữa nè. Đây bán bông 83 hay vậy? Đó, bông đó. Ngày thường bán bông gì luôn hả chị? Có luôn. Dạ, tưởng đâu 83 mới bán bông nhiều chứ. Làm kia. Dạ. Vỗ lắm kìa, quái mà tin thế. Chắc chị bán ở đây từ sáng chiều quá. Ừ. Ôi, cái mắng cầu ngon này cô chú. Cô chú có đi về chợ mà, thì ghé đây mua trái cây nha. Ừ, đúng rồi. Trái cây ủng hộ Diễm. Chị Diễm. Diễm bán trái cây. Chị Diễm bán trái cây. Cái này đen mà tên là gì? Dạ đây đó An Giang. Đây đó An Giang hả? Dạ. Ừ, đó, 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 đó. Sáng ăn sáng ha. Cái này phải không? Hả? Dạ. Má lên luôn ha. Cho mày lên truyền hình luôn á. Sáng giờ mới ăn sáng hả? Dạ. Đây gửi tặng quà cho anh nè. Ừ. Anh khoảng nhiêu tuổi người ta? Nhiêu tuổi mày? Nó không biết. Không biết rồi. Nhớ xem năm mấy không? Không. Không nhớ năm mấy luôn. Thì là cái thằng này nói người dân tộc rồi. Thằng này nó có 30 tuổi rồi. Không, nó ba mấy tuổi. Nó lớn mấy. Anh biết xài tiền không cô? Biết chứ. Tao tiền nó rành lắm. Nó là ông thầy á. Dạ. Tiền đó. Gì hả? Đây. Qua lần nào cũng gặp ảnh lết dưới đất đi sinh chứ á. Không biết ảnh có gia đình gì không á. Là lết dưới đất đi sinh thôi phải không? Mũ đậu đang đây hả? Dạ. Nè, chú Phê tặng anh 200 ngàn nè. Đi cắt để dành đi nha, cắt kỹ nha. Rồi. Tên gì? Tên gì? Anh tên gì? Anh Kiên. Anh Kiên. Rồi.
Rồi anh nói cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. À rồi. Không có gì bán trái cây nữa nè. Chắc mua gì ủng hộ chị quá. À, đồng mức nhiêu chị? Ký 20 ngàn à em. Cho em ký luôn nha. Rồi. Dạ. Cho em ký đi. Rồi. 20 ngàn. Cần ký à. Dạ. Ký đồng mức 20 ngàn. Bơ nữa nè. Đó. Ở đây có chỗ gửi xe em về đây hả? Con. Gì hả? Cho em 30 ngàn đi. Ký gửi. Bây giờ nó chưa có chỗ gửi xe. Em có tiền. Nhưng mà cũng dựng dựng vậy đó. Dạ. Chưa có chỗ. Đây giống như là chợ quê đó mấy chị cũng dẹt à. Hàng khô à. Mấy chị hàng khô à, ai đụng tới là chửi thôi à. Dạ. Chị em 28 nha. Nói mấy chị hàng khô à, ai đụng tới chửi à. Cảm ơn cô cho em gửi đây xem lấy nha. Ừ. Cô bán ở đâu ở đây chợ này không hả cô? Dạ. Nhà cô gần đây không? Sáng bên là chú mà cũng khổ đi bán cái số kiếm tiền ăn gì đó. Dạ. À. Nhà cô có mấy người cô? À, có 3 người. Hình như là con gặp cô ở chợ cũ rồi phải không ta? Có. Dạ dạ. Bán. Dạ. Đã nghèo khổ chú ơi đi bán cho chú. Dạ. Ơi. Thôi con có duyên gặp cô. Dạ. Con thay mặt cho chú Khuê. Dạ dạ. Tặng cho cô 200 ngàn mua gạo. Dạ. Dạ. Khổ ừ, chứ con không có báo cho sống mình một à. Dạ. Cũng khổ lắm con, nó đi nặng cái trời rồi cũng dạ. Khổ đó, cái số ăn chứ. Đây chú Khuê tặng cho con 200 ngàn luôn nè. Dạ dạ. Bả ở của mình người khỏe lại rồi. Dạ, chắc em không có số. Dạ. Dạ. Nhà cô gần đây không? Ở dưới ấp 3 dưới đặt. Dạ dạ. Đây là cơm sườn, hủ tiếu, bánh canh, phở. Khu vực dịch vụ ăn uống. Quay nữa rồi. Mấy chị ở chợ cũ á, nên mấy chị biết em. Đó. Đây bánh xèo đây nè. Vừa bánh xèo vui coi nha. Bánh xèo. Đây cô chú có đi chợ ghé đây ăn bánh xèo nè. Cái có 10 ngàn. Cái có 10 ngàn hả chị? Ồ, cái thấy thịt nhiều ghê mà bán 10 ngàn lời không? Dạ, ngày là 400. 400? Ừ, bán thêm 1 chồng nữa luôn. Bán 1 chồng có đủ 400 hả? Ừ. Dạ. Ủa, bữa giờ cũ em mới gặp chị không ta? Bữa giờ cũ đâu có bán hả? Bán chợ mới này không hả? Dạ. Đây cô chú có đi chợ Tân Phước thì vô trong đây ăn bánh xèo nha. 4 lò. Cái có 10 ngàn à, rẻ ghê luôn. Dạ, mười mấy năm luôn hả? Ở đây luôn hay là khu chợ cũ chị? Bữa đó đi về cũ không gặp chị bán. Đó hồi đây chợ chị giờ vô đây tới giờ. Này rau nè cô chú. Dạ đây đó An Giang. Dạ. Đó, chị bán bánh xèo nè. Tiền để cho một tủ luôn nè. Ngày 400 nè. Dạ. 20. Hai cái 20. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Ngày mấy cô bên Campuchia qua nè cô chú. Bye. Bay là gì anh? Bay là cơm hả? À? Cơm hả? À? Mấy chị biết nói tiếng Việt không ta? Biết nói tiếng Việt không chị? Không biết Việt Nam hả? Dạ. Không biết Việt Nam. Dạ. Biết được mấy câu à? Dạ. Em thì biết chữ Okun không à? Dạ. Biết có nhiều à? Học hoài nó quên hoài vậy ơi. Không có thuộc. Dạ. Dạ. anh hỏi chỉ giùm em là ở huyện nào anh? Không dạ. Đi chợ đường. Rồi em cảm ơn nha. Sốc spa. Bữa nay là ngày 8 tháng 3 đó.
chắc chị không biết rồi. Đây. Hello con trai. Bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, chắp tay. Bye bye, bye bye. Ê, trai quá. Nè, cho con bịch xương xa nè. Nó à. Cho con bịch xương xa nè. Ocon. Ocon. Anh dễ thương lắm, đẹp trai. Bye bye chị. Đây xe Campuchia này có chút biển số cam ở mâm bên đó, biển số Campuchia đây nè, vay ren, vay ven chỗ này không biết gần mình không ta, vay ren là gần mình không chú? Ở tỉnh Nam Giang. Dạ cũng xa hả? Dạ à. Thành phố mà. Dạ cà phê nước dây khác cho em ly trà đường chị. Dạ mang đi luôn. Đó, quay Úng Lương xinh đẹp làm sao á. Là cô nào xinh đẹp cơ chú? Đó, Úng Lương xinh đẹp á. Úng Lương hả? Ờ, Úng Lương. Dạ. Xinh đẹp luôn á chị. Đây, cô chú có uống nước dây khác lại đây nè. Có số điện thoại giao hàng luôn hả chị? Điện thoại giao hàng luôn. Dạ, giao qua bên Bến Đò Thường Phước không? Giao. Em bên Bến Đò Thường Phước. Không giao chứ. Dạ. Bán này có nên hả chị? Cái kèo này giao tới lớp giò luôn mà. Bánh xèo giao tới lấp giò luôn nữa cô chú. An Giang hả chị? Ở gần An Phú không? Chi Tôm lần à? Dạ. Chi Tôm cũng có nhiều chợ lắm á. Sắp tới em định quay chợ Châu Lăng. Chị biết chợ Châu Lăng không chị? Biết chợ Châu Lăng không? Em định đi quay chợ Châu Lăng. Dạ. Chợ là chợ quê người ta cũng vui vẻ lắm. Đó Úng Lương xinh đẹp đó. Quê Úng Lương xinh đẹp đó. Đó Úng Lương xinh đẹp đó. Úng Lương xinh đẹp. Ừ. Dạ, Chi Lăng với Châu Lăng nó khác nhau. Đây. Chợ đường của chú. Ở đây là chị Nương bán. Dạ. Úng Lương bán ở đây tới mấy giờ mới nghỉ chú? Cũng được mấy giờ cũng được, quay lên nói chuyện kìa. Nói chuyện làm gì vậy đó? Dạ. Chắc câu hỏi 10 giờ. Ở đây buổi sáng đông vui ha. Rồi, cảm ơn chị Nương. Chị Nương bán này có nên hả? Dạ. Rồi, em đi nha, con đi ngay chú. Đây nhà mình chờ bán rau củ quả nè, em đi bọc ra phía sau luôn. Trong đây bán rau củ quả không à, sắc xả đây, xả đó. Trong đây bán rau củ quả cũng nhiều lắm. Hello. Mà nữ cao một chi cười dễ thương. Chổi nha cô chú. Chổi sậy. Chổi. Dạ. Chổi dừa, cũng dừa. Cũng dừa hả chú cô? À. Cô. Này là cô đương luôn hả? Dạ, đây là nó không cứng nhắc nè. Dạ. Cây nhiêu á bà? Cây 30.000. Dạ. Ngày bán được mấy cây? Dạ ba cây, năm cái cây. Dạ, chờ ba cây, năm cái cây. 15.000 à. Dạ, cái này 30.000 hả? 30.000. Con định mua không biết sao đem về. Mua về cái bụng dây này nè. Dạ. Cái dây này nó bụng này dở. Dạ. Chị bán con cây này cứ mua hộ bàn cây nha. Dành cái xăng được cũng được. Dạ. Nó cứng lắm. Có tốt hơn đậu dừa, đậu nước. Dạ dạ. Đây bán con cây đi. Chú chổi cọng dừa nha. Dừa. Đó. Cái tàu dừa mình lấy cái lá ra, cái mình tuốt cái lá ra, còn lại cọng rồi phơi khô hết cô. Không có, không có 20 thấu, chú đưa 40 đi, thấu người chú 10.000. Dạ, để con coi con có 20 không, 10.000 không.
có 20 nữa nè. 20, đưa 40 mới được. Rồi vậy đưa tiền cho đưa lại con đi. Rồi đủ chưa? Dạ. Dạ. Rồi con đi nghe cô. Con để cái chổi ở đây lát con lấy. Để chổi đi xíu mình lấy về. Dành quét xăng quét này kia cũng được. Chỗ này bán cá. Chứ nướng. Đây là trái cây. Đồng mứt xài nè cô chú. Bưởi. Đó. Chị ơi, các em trái bưởi. Đây trái lê nè. Bưởi bán sao chị? Bưởi kiếm 15 ngàn đi. Kiếm 15 ngàn hả? Căn tre phía nào hơn ký đi. Đây cô chú. Gọt em luôn nha. Chút em về em lấy. Bưởi trái 1 ký là 15 ngàn. Dạ, cũng được nữa. Dạ. Vậy khỏi gọt cũng được hả? Khỏi gọt làm sao sao ăn đây? Đây. Cho em gửi đây xem lấy. 30 ngàn phải không? Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Xài chín đó nè cô chú. Đây là bán cá. Này còn có cá gì nha? Cá lươn châu, cá sơn. Cá này là cá cám hả cô? Ừ, cá cám nè cô. Bự quá ha. Rồi chụp hình nữa không? Chúng ta làm mua cá lại cho em nữa. Dạ. Nữa. Nữa. Này cá linh cá giảnh. À cá linh cá giảnh. 15 ngàn. Cá nè. Đó chụp hình lên. Đây cá lăng nè. Cá lư châu. Ở đây cá quá trời cá luôn. Cá cá cóc nữa. Rồi cá lấu. Cá gì đó cá này để luôn. Đó. Đủ loại cá. Rồi đi qua đây, cảm ơn cô. Trời ơi, cái chạch này có chút. Cái chạch ngon quá, chạch cơm. Chạch này bán sao chị? Ký 180. Cá chạch cơm nha. Cho em nửa ký đi. Mua về kho kagi cho ông ba ông ăn. Đó. Còn đây là cá kết nè. Kết cũng giá luôn hả? Đây. Còn đây là cá lăng nè. Cá lăng người ta cào được hả chị? Dạ. Cái đây chuột nó hôi quá ta. Ờ, bên đây nè. Dạ, mặn thì mềm đi. Xíu xíu lấy được không? Dạ, dạ. Đây bán nước mắm. Khoai lang. Cô bán khoai lang. Cô này bán chuột nè cô chú. Chuột này là chuột cống khì. Chuột khì bự lắm. Ờ có con bự và ba lửa luôn. Chuột cống khì. Cô chú có mua chuột qua đây nè. Con này có bán chuột nhiều lắm. Đây chuột cống khì nhỏ nè, còn đây là chuột cơm. Cái này chuột cống khì nhiêu cơ cô? Chuột khì này ký nhiêu cô? Còn chuột cơm? Dạ. Chuột cơm 100. Để lát con đảo lại con mua. Đây chuột cống khì nè. Chuột khì là 120, có con bự con nhỏ. Trời bá luôn. Còn đây nhỏ hơn bên đây xíu, còn bên đây nó bự nè. Bự lắm.
quay bông cho chú coi nha. Bông cúc, bông giang thọ. Như chợ này như là chưa có làm xong nữa. Bên đây thì như còn đang làm nữa nè. Đó. Bông này cúc trắng hả con? Dạ, đẹp quá ha. Trắng. Cúc vàng rồi cúc đỏ nữa. Đây bánh này là bánh hoa dạt nè. Bánh hoa dạt, bánh chay hả cô? Bánh chay hay bánh mặn chị? Dạ. Trời, cô nói tiếng Campuchia giỏi vậy. Là gì cô? Cô nói gì cô? Là cái bánh đèn bánh đăng da tôm chay. Dạ. Dạ. Cô nói tiếng Campuchia hay quá ta. Đòi ăn nhân đậu xanh. Chị đòi ăn nhân đậu xanh. Dạ. Ông men này, ông snoi ha. À nhân gì với nhân gì? Bình cua. Bình cua hay gì? Bình cua rất là bò cua lắm. Xoanh tả là bò cua tả không? Đây không ơi mà. Không xăm hơi tả. Sao cô nói tiếng Cam hay với cô? Con luôn mà. Dạ luôn mà. À 8 cái nhiêu ạ? 8. Cái 8.000. 7 quan. 7 quan. Ui thay mày. Mày ấy nên nên không tả men tôi tả. Sai nha, xa mơ mơ. Đã tập phim mà. Cô hỏi chị bển có chợ không cô? Chợ nào? Ở bên Campuchia có chợ không á? Cũng có nữa. Gần nhà chị nè. Không đâu, cái này ở quê, cô này ở thôn quê. À, ở đó là có chợ phải không? Không có chợ. Không có dạ. Hai cái. Bánh qua vàng. Không sao nữa, à đúng là mà sao chứ mà sao mi đã. Mà sao mi. Cậu này có cái đó không quay gọn phải không? Dạ. Cô có phải là người Campuchia không? Cô nói tiếng Campuchia hay vậy? Tôi người Việt. À, mà sao nói tiếng Campuchia hay vậy? Tại vì tôi sinh đẻ ở bên Campuchia. À, sinh bên Campuchia luôn hả? Dạ. Sinh đẻ Campuchia. Dạ. Ok khun. Ok khun. Cô hỏi chị coi đi qua đây dễ không cô? Từ Campuchia qua đây dễ không á? Từ Campuchia người ta ở đây, người ta qua đây ở gần ở chỗ cái ấp 1 á, người ta qua được, mà cái ấp 2 thì nó không có qua. Dạ. Dạ, ở trên ấp 2 là cho qua. Ấp 2 nó không cho qua. Dạ. Ở bên con ca ở mình ở gần ranh giới ở trong cái ấp 1. Dạ. Trong vòng ấp 1 qua được. Dạ. Ấp 2 nó không cho xuống. Dạ. Dạ. Còn như chúng đi bất cứ như tôi trong vòng ấp 1 thì tôi qua đó được mà. Dạ. Phải có giấy căn cước đưa trình trạm. À. Còn nếu mà chú ở xa thì chú có giấy bắt co, chú đi tự nhiên bình thường trình người ta. Dạ dạ. Còn người Campuchia qua đây dễ hả? Người Campuchia qua mà cũng như người ta nằm như trong cái ấp 1 này, ta qua lại bình thường. À. Còn trên ấp 2 á thì qua lại đó nó không cho qua. Người ta không cho đi qua đó. Gác trạm này nhiều khi nhầm cái ngày cái chú dễ cho qua gì chú khó người ta. Mình nằm giờ trên ấp 2 ta hấp trong xuống và còn trên dạ. Xuống vua trên gòi ta hấp cho xuống. Dạ, còn người dạ. Campuchia đi thoải mái. Dạ, dạ. Campuchia xuống đây ta đi chợ rồi bình thường. À, ta đi qua bên huyện được không? Bên Hồng Ngự được không? Ví dụ như vậy đó. Ta đi tới Tân Châu nằm trị bệnh dưới nữa. À. Ta đi tới thành phố. Dạ. Ta đi tới thành phố. Dạ. Cảm ơn cô. Ta đi về tới thành phố trị bệnh nữa. Dạ. Đi tới đó. Dạ, con cảm ơn cô. Không ngờ đâu, ta chạy xe nó đi về à. Nghe chuyện dịch trứng cút dịch lộn đó. Ở đây gần lắm, không có gần. Ô, nói tiếng Campuchia hay ghê. Wow, đây cá kết này cô chú, cá kết bự hơn cá kết hồi nãy nữa. Mấy cô bán cá ở chợ Đồng Phước cũ qua đây nè, nhìn với cô nên biết. Canh lóc.
quắn. Ốc này ốc gạo. Con này là con ốc dẹm nè. Trời. Nó ú chưa được thấy luôn chú. Ú ghê hả chị? Ốc này là ốc dẹm cờ hả chị? Không, dẹm đồng mình á. Dẹm đồng. Dẹm kinh á. Dạ. Dẹm cờ nó có cái cờ phải không ta? Ừ, đúng rồi, còn dẹm này dẹm kinh đây nè, nó chắc nó ú dạ. Hơn nó bé hơn. Cái này là mò. Cái này có hai cái mốt mà ăn tiếp luôn đi. Thôi mình mò ăn xong. Cái này là chị mò hay là chị cào vậy? Cái này người của người ta á mò. Dạ. Để em quay gần cho cô xem con dẹm nè. Lâu lắm luôn rồi mới gặp được con dẹm này á. Ừ, nó ú nu à. Giúp con dẹm. Đã luôn ha. Sao khớm à. Đây rồi. Dẹm. Dẹm đồng mình hồi xưa nhiều lắm rồi, giờ nó muốn thiệt chủng rồi. Dạ. Còn nhiều nó hết hả chị? Ừ đúng rồi. Nhiều ăn không đủ. Cái này về mà đồ phi chấm với chanh đi. Cái này là ốc gạo nè. Xào khóm ăn cũng ngon lắm. Về làm món gì chú? Xào khóm hả? Này bông nè, cái cây nè. Bên đây cá nè, qua đây kiếm cá mua cá ăn nha. Cá lăng, cá kết, trời ơi cá kết bự ghê. Này cá cóc nè. Chia cá kết này bao nhiêu ký chị? Cá kết này 250 em. Dạ. 350. Rẻ mạt ha. Dạ. Dạ, căng em nửa ký đi chị. Mua về cho mẹ kho lạc ăn. Dạ, 250. Em ở bên Phú Hữu nè, bên cầu Qua Lao, xuống chùa á. Làm gì? Con qua đây con đi chợ, con quay phim luôn. Quay đều hết trơn đi. Dạ. Dạ. Gặp đi chợ gặp gì cũng muốn mua hết trơn á. Trời ơi con cá kết. Dạ được. Đây con cá kết bự và bá luôn nè. Cái kết này chắc ta câu hả chị? Đây em bóc lên cho cô chú coi nè. Cái kết bự lắm. Đó. Cá này làm ta câu không à? Xong tiền là cá kết nhiều lắm. Đó. Ở đây thì có anh dùng biên TV anh hay vi, anh hay qua chợ biên giới nè. Anh đam mê. Đi quay toàn là anh lỗ không à, nhưng mà anh đam mê á, anh dùng biên TV á. Cô chú có xem chợ thì có thể vô kênh dùng biên TV coi cũng được. Anh hay đi quay chợ dùng biên á. Dạ dùng biên. Dạ. Cá cóc của chị luôn hả? Cá bự lắm hết, còn hai con. Dạ. Cá bự sáng cá bự lắm hả chị? Dạ. Thường là con cá bự là khoảng mấy ký chị? Cá cóc của cô chú. Cá này chắc kinh ta cũng câu luôn quá, hay là nhân lưới. Dạ. Cóc này bao nhiêu ký chị? Dạ, ký 100, nhỏ 80. Vì căn em con này là hai con này là bằng giá nha luôn hả? Con này luôn đi. Mặn em luôn nha. Sáu rưỡi. Dạ. Mua về kho với cá kết. Tại em ba em cũng khoái ăn cá kết lắm, cái lột cá cóc lắm. mấy cô chị ở chợ cũ lại không phải không? Nãy con đi ngang chợ cũ với anh Tanh à? Dạ.
con lâu con đi qua con quay một lần. Nhà tại nhà con gần đây nè. Với em tổng cộng nhiêu chị? Của em cái đó 150 chạy 140 thôi. À. Là 190. Phải không? Cho em gỡ đây lát em lấy nha. Dạ. Còn không lấy thì chị bán lên giùm em. Em gỡ tiền nè. Đó. Rồi chúc chị bán đắt luôn nha. 190. Dạ. Chưa con chưa biết mua gì nữa. Cá rô nè. Đây cá he. Cá he, cá mì vinh. Dạ. Cá mì vinh là giăng lưới hả cô? Dạ. Lưới cá he nè cô chú. Cảm ơn á. Cá he bán sao cô? Cá he bán sao cho một tiếng. Có 70. 70 cho con nửa ký luôn em. Con cho chú nửa ký cái em rồi. Dạ. Về chiên ăn cũng ngon lắm hả? Về chiên giòn ăn hả cô? Dạ. Cá lư châu. Mở bụng cho con được không cô? Cá nó nhẹ mà. Khu bán cá đó cô chú. Nhờ cô bằng dùm cô nó vỗ đầu. Cái chị nói vỗ đầu bằng cho nó mau à. Vậy cô này cô làm biến hả chị? Cá he cái đầu nó nhờ ăn cái này nó béo lắm. Dạ. Cái he cái đầu nó ngon lắm á cô chú. Vỗ đầu. Dạ. Cái he cái đầu nó ngon. Rồi đi vô trong nhà lòng chợ nữa nè nha. Bây giờ mua được cá cũng nhiều cô chú. Lâu về gần nhà mua cá ăn đã luôn. Trong nhà lồng chợ cá nè. Tại bên Campuchia không có chợ á nên người ta hay đi đây mua cá. Cá lóc. Rồi cua ghẹ. Đó, khu vực thị hải sản cô chú. Tử tế à. Dạ. Vào quả cốc bự cái này cô chú. Thường cái cốc này bự chưa cô? Thường cái cốc này bự chưa? Dạ còn bự nữa hả? Cá sát, cá lóc. Con là đây đó An Giang. Dạ, con cũng hay đi quay chợ lắm. Dạ, cái này bán được không cô? Bán cũng vài ngày. Dạ. Qua chợ mới này có nhiều cô bán cá quá ha. Mà không có đi chợ cũ ấy xịu à. Dạ. Dạ. Chợ mới bên đây rộng rãi lắm một chút. Dạ đúng rồi cô. Chợ mới dạ tối. Dạ. Rồi, chúc cô ăn đắt nha cô. Đi qua đường bên đây nha cô chú. Trái cá cha. Cá lóc. Sầu huyết mực nè. Rồi đây cá ngát thôi chú ơi. Cá ngát quá trời bự luôn. Cá ngát này chắc mấy ký quá. 2 ký. Dạ, con cá ngát này ký nhiêu chị?
120, 130 hả? Cái con này là mấy ký chị? 3 ký. Con này là cỡ 3 ký. Căng căng. Dạ. Mấy ơn. Ồ, vậy là chị bán riêng chứ không chung hả? Gì hả? Đi riêng nè. Mấy ký cho đệ tử? Nói 120 đi. 120 hả? Ờ, dễ ăn. Giờ 120 là giá được rồi phải không? Cao chưa hay là mà thấp không? Dạ. Dạ. Đây ký 120. Căn hai con là ăn hết. Con hả? Con à. Thầy thấy ham quá mua cái này về nấu canh chua. Được, cá ngát bự. Vậy để sọt trước đi. Đâu chị bận cái này lên cho em quen cá này thử chị. Thấy đâu. Trời ơi. Tèo vô cá ngát 3 kg. Đó. Cá này cá xong luôn nha. Xong mà. Dạ rồi, cảm ơn chị. Cá ngát 3 kg. Đúng 3 kg luôn hả chị? Chưa biết. Chưa biết. Đây. 2 kg rưỡi 80. Giá tiền nhiêu ạ? 120 để bấm tiền luôn nè. 309 ngàn. Bớt 60 đồng. Bớt 100 luôn hả cô? Vàng, dạ. Mặn cái con cái gì? Cái game cái gì? Dạ, mặn đi bác em trả tiền luôn. Mua được con cá ngát 2 kg rưỡi. Dạ. Để đi quay vòng đảo lại lấy cá. Trên đây bán thịt heo. Đây vòng súng nè cô chú. Mua bó bông súng này quá. Hai bó súng nhiêu chị? Hai bó súng là 12 ngàn. Anh bán cao hả? Hay là mua? Anh phụ tiếp mà. Làm mướn cái gì này đúng không? Đây coi chú. Hủ hoa. Rồi bí đỏ. Chị bán rau. Rồi có tiền nè. Ồ cho cái anh chua luôn hả chị? Chị cho cái anh chua luôn. Đây mấy chị bán thịt heo nè. Đây là ngó sen. Cảm ơn chị. Bán hai sạp luôn hả chị? Rồi bán hai sạp luôn. Giỏi quá. Heo quá trời luôn cô chú ơi. Này đi chợ này mua cá nhiều. Tại gần nhà mua về ăn. Còn đi chợ xa là không có mua cá được. Wow, đây cá cóc bự lắm luôn nè. Cóc này chắc cũng có mấy ký á. 2 ký quá. Ở đây cũng bán nhiều cá khủng lắm á cô chú. Đây cá cha. Cá cha bự nè. Cái này từ 5 kg trở lên.
Rồi, giáp chợ hết rồi đó cô chú ơi. Ở đây mấy chị bán trái cây nói tiếng Campuchia hay quá. Cái tài tiếp xúc nhiều hay sao mà nói tiếng Campuchia hay quá. Bán số Campuchia. Thì mấy cô cũng xài tiền Việt luôn. Ủa mấy cô xài tiền Việt luôn hả chị? Xài luôn. Qua đây là xài tiền Việt. 20 phân. Mấy cô giá tiền Campuchia gì xài luôn hả? Xài luôn. Dạ luôn. Cái góc này rất là lớn luôn. Nó nằm ngã đây nè. Bữa nay qua đây dễ không anh? Từ bên Campuchia qua đây dễ không á? À, qua đây cũng dễ ha anh? Dạ. Ô cool. Qua cái cầu này là tới cửa khẩu Thường Phước liền luôn á. Còn đây là chợ Thường Phước nè. Đó. Nhà lòng chợ Thường Phước. Chỗ này thì kế cửa khẩu luôn, nên này không có bay lại cam cho cô chú xem được nha. Mong cô chú, chị và các bạn thông cảm. Đó. Đây, chỗ này là chỗ lên gạo nè cô chú. Qua đây là qua bên cửa khẩu bên Campuchia đó. Vừa qua cầu này luôn tới cửa khẩu. Chỗ này hay thấy người ta lên gạo lắm. Rất nhiều băng tải luôn nè. Dạ, vừa rồi là những hình ảnh của chợ Thường Phước thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Trong video ngày hôm nay thì em có sử dụng chỗ số tiền của chú Trần Văn Khuê là 600.000, chú ở bên Phần Lan. Số tiền còn lại là 2.200.000. Coi thành cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ, đây thì em xin kết thúc video của em tại đây. Cảm ơn tất cả các chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Để Đó An Giang của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau nha. Bến đò qua Thường Phước. Đi đò này thì rất là lâu luôn cô chú, khoảng 15-20 phút mới đi qua một chuyến đò. Nó bên kia là bên Thường Phước, còn ở chỗ bên đây là cửa khẩu nè cô chú. Đây là cửa khẩu Thường Phước nè. Nhìn xa xa là mình sẽ thấy cửa khẩu nha. Chỗ này thì ghe xà lan đem lúa gạo vô xây rất là nhiều luôn. Mà ở gần đó thì quay không có được. Đó cô chú. Cửa khẩu Thường Phước qua bên Campuchia. Ở bên Campuchia thì người ta không có chợ á. Ở khu vực gần đây nè, người ta không có chợ, nên người ta hay đi qua bên chợ Thường Phước để mua đồ, mua cá, mua rau, mua củ quả gì đó. Còn đây là sông Tiền, đây là chợ cát, xã Vĩnh Sương. Ở đây thì có hàng trăm cái xà lan luôn á cô chú. Còn đây là cái xà lan chở phế liệu. Không biết đậu đây làm gì rất là lâu luôn. Xà lan chở phế liệu nè. Đậu đây rất là lâu rồi. Đó, rất là nhiều xà lan luôn. Ở đây thì có cái cồn cát nè. Chợ Vĩnh Sương thì em cũng quay rất là nhiều lần luôn rồi. Nhà em thì qua đò chạy theo hướng bên đây nè cô chú. Chạy theo hướng này khoảng 10 phút là tới. Rất là gần. Nên em cũng đường hay đi chợ Vĩnh Sương với lại qua bên Thường Phước, Đồng Tháp nè.
để đi chợ. Cảnh ở quê thì đẹp lắm. Bữa nay qua đây thì ngay cửa khẩu luôn, không có bay lại cam được. Mong cô chú anh chị và các bạn thông cảm nha.